thượng thay đổi đi với cái sự dạng ảnh hưởng đến cuộc cuộc kỳ. B có nhiều amino acid tương ứng với cực ban mạng hóa. C tương đồng với cách mạng hóa của DNA trong nhân và trong thi thể. Trong thi thể có DNA không? Có mà, có DNA thi thể hay còn gọi là DNA nè. Nhưng mà anh dễ gõ lên mạng gõ short DNA. Short là ngắn các bạn, DNA ngắn như à, trong cái thi thể như các bạn à. Rồi D mất hoặc thay đổi thay đổi còn thông bộ thông tin tiếng năm bảy tiếp tục thay đổi e tất cả đều đúng nghe bạn rõ nào nhận định đúng chỉ một câu đối với câu một đó là không có câu đó là câu đề mất một thêm một nucleotide thì nó sẽ thay đổi à luôn luôn ở một phân tử hai phân tử di chuyển của một phân tử một DNA một RNA thì luôn luôn chúng ta luôn luôn tính từ đầu năm phải và đầu đến đầu và khởi đầu luôn luôn phải khi chúng ta thêm vào à, chúng ta mất đi cấu trúc tự tự sắp xếp các bạn của ba sẽ thay đổi một câu đúng rồi đó là đề một cái câu khác đây sai các bạn là ví dụ một câu D có nhiều amino acid tương ứng với mạng bộ ba mã hóa tào lao nhiều là bao nhiêu nha nhiều là bao nhiêu ví dụ một bộ ba mã hóa UAA chẳng hạn thì có mấy loại acid amin thôi ba hoặc là bốn loại tương ứng thôi bộ ba đó không chứ nhiều là bao nhiêu không nói như vậy câu đó là sai nha. Rồi câu hai trong dịch phản liên kết các tiết được hình thành nhờ nếu các bạn đi học nhớ trong slide đưa lên slide liên kết các tiết được hình thành nhờ chỉ có một cái thôi trong sinh hóa trong chuyển hóa đều tất cả nhờ có bằng gì phải nhờ có ông nghiêm đó là ribonucleic acid tào lao cái này nó tào lao chúng ta nếu chúng ta học bài nhân đôi DNA thì cô sẽ nhắc cái điều này Lika nhờ Lika Lika này nhờ gắn các DNA gắn các phân tử DNA gắn với nhau Polymerase để hình thành quá trình nhân đôi DNA Capozilla đó là chuyển hóa Capozilla này ở đâu các bạn trong chuyển hóa lipo thì coi và chuyển hóa lipid cũng có được chưa như vậy còn có một thứ thôi còn các cái gì cần phải là câu ba quá trình dịch mã trong RNA và đường truyền của tế bào a diễn ra liên tục từ cô đông khởi đầu đến đầu năm phẩy ba phẩy diễn ra liên tục từ cô đông khởi đầu trong chiều ba phẩy năm phẩy c diễn ra ở vùng mã đầu của protein d a và c đúng e b và c đúng bạn chọn nào quá trình dịch mã thì luôn luôn chỉ có một thứ thôi đó là Mã hóa trên
ึ่งเชื่อของวงเป๊ะและนั่นตอนนี้ก็แฮปปี้ของวงเอ๊ะและวงเอรนาของทีมซ้อมยืนทางเราเอรนาของทีมตัวยอดถูกต้องของทีมแต่ของทีมขนาดล้นหน้าแบบเซ็กซี่เยอะแบบก็หลับดูเป๊ะมีโอกาสกองสองเออการรถทีทุกขอบทีมของเรากับเลือกนั้นอูเชนจะแอร์นาตินวัดดินจิตหมาA, TAPP đã qua phải tương tác với những cố gắng hình thành chốt quốc phòng này là đồng tình của A. Cô B, TAPP đã qua phải tương ứng với OGF 4, E hình thành chốt quốc phòng này là đồng tình. C, TAPP đã qua phải tương tác với OGF 4, E hình thành chốt quốc phòng này là đồng tình. D, TAPP đã qua phải tương ứng với OGF 3, hình thành chốt quốc phòng này là đồng tình.E, PABB đầu qua phải tương tác với lại OIS 2 các bạn chọn nào A, B, C, D, E chỉ có một câu đúng thôi PABB đó là cắm ở đầu qua phải luôn luôn không biết nè, chỉ có đầu môn qua phải rồi chúng ta sẽ chọn nha. Nếu chúng ta đi học chúng ta học trong slide như cung cấp cho các bạn hay cô cung cấp cho bạn, các bạn chỉ chọn nàycũng nghe mà thôi, chứ các bạn không có cũng nghe, không có nghe, không nghe, không có tự lo, chỉ có một tờ đó thôi, đó là một chuyện, rồi các bạn cảm ơn, đó chỉ có là câu, câu C trong slide có như vậy, tất cả các câu hỏi này trong slide cung cấp cho bạn cái gì, là có hết, chỉ có một đến hai câu là câu suy luận liên kết với lại sinh học tế bào, chưa bạn, rồi câu bảy giai đoạn kéo dài của quá trình dịch mã hơn eukaryote có các yếu tố tham gia.Đó là A, AF1A, AF1B, AF2, B, IF1, IF2, CTB, IF, C, IF1, CTB, IF3, D, EFTU, EFTF, EFC, EFC.Nếu bạn chú ý tập học trong slide này cung cấp cho bạn thì chỉ có một cái thôi, đó là AF1A, AF1B và AF2 mà thôi. À, các phần đá cũng có, đó là đánh lừa. Như vậy, các bạn, đó là đánh lừa đó.Rồi thì chúng ta có xét nghiệm trong giai đoạn kết thúc quá trình dịch mã của eukaryote, đó là A. Tốt cô đông không xuất hiện tại vị trí B. B. RNA vận chuyển đặc biệt không mang aminoacid gắn kết với RNA hiện tại tốt cô đông. C. Phức hợp các yếu tố của mã hủy phân để giải phóng polyphenolD. RNA vận chuyển đang ở vị trí B được giải phóng khỏi phức hợp giải mã. E. Đáp án đơn vị 4-6 nghe được hết rồi. Các bạn gọi là OK. Hiện tượng không xuất hiện, hiện tượng không xuất hiện có đó là gì?